Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem sức mạnh của Thánh Bắn Cung nha, cùng với Ngu Mê Dương. Đó, một trong những em rất là mạnh mẽ và mới nhất của mình hiện nay. Mình sẽ cho nó lên level 40 nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem thử sức mạnh của bạn ấy như thế nào nha. Action. Wow, mới vào đã phải gặp một cái đội hình ra khá là khủng khiếp rồi các bạn. Đây là Danny và 5 ngôi sao vàng, khá là mạnh mẽ luôn. À, ở đây để mình xem coi đội hình của mình không có bé nào được đam cả. Và bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đại chiến nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhả nhẹ với The Children Bow nha. Ôi trời ơi, một lượng máu kha khá đã mất đi. Ôi, hy sinh luôn rồi chứ. Cây dễ sợ. 37.000. À, mình sẽ xài thử tuyệt chiêu điện xem. Wow, đúng là 5 ngôi sao vàng mạnh có khác. Và ở đây mình sẽ bật luôn cái chiêu được được đam hay gọi là tăng sức mạnh nè. 50.000 các bạn à. Wow, hy sinh luôn. Trận này khá là cay đắng đây. Rồi chỉ còn là một mình em Ngu Mê Dương. Nhưng mà em này được cái là Mithy à, và có được bộ giáp nữa. What? Đội hình tem bạn 3 ngôi sao và level 40 các bạn à. Đội hình quá là khủng khiếp luôn. Và bạn ấy chỉ thả thính một cái thôi là chúng ta ngụm củ tỏi rồi. Ý rằng mình được đam luôn á. Mình cần một hit nữa cơ. Ô, hên quá. Thì chiêu này thì không có được tăng sức mạnh cho nên bạn ấy đam không tới. Chúng ta đã giành được chiến thắng rồi. Ồ, rất là may mắn. Cứ tưởng đâu là sẽ thua nhưng mà ai ngờ là win bất ngờ. Alex, và lần này lại là một cái bé 3 ngôi sao nữa hả? Mũi tên thần thánh nào. 51.000 các bạn à. Và bây giờ chúng ta sẽ xem. Ôi ôi, còn có 3.500 luôn. Ôi, tưởng nó không mạnh mà nó tính ra nó mạnh không tưởng luôn mọi người ơi. 29 và chúng ta chịu mất đi bộ giáp. What? Mithy 2 sao nữa kìa. Trận này là một cái trận vô cùng khó khăn và gây cấn đối với mình. Oh my god, level 40 và tay bạn chỉ nhả nhẹ một cái thôi là mình văng vách rồi. Không xong rồi đại dương ơi. Ở đây mình bị ăn hiếp các bạn à. Level 40 và đội hình tay bạn đúng mạnh. Mũi tên thần thánh của Thanh Bắn Cung không biết là đủ đam không nhỉ? Mình âu lo là sẽ không đủ quá. Xem bạn còn 22.000 máu hà. Rồi thử với tuyệt chiêu được tăng sức mạnh luôn. Yeah, hạ được. Nhưng mà ôi trời ơi, mình bị ăn hiếp rồi. Cay quá cơ. Và lần này phải đối phó với anh bạn 2 ngôi sao. Mình chỉ có 1 ngôi thôi. Dù đai, mình cầm cự không nổi các bạn à. Đội hình quá cứng cáp. Rồi, trận này chúng ta sẽ kiếm một đội hình khác để đấu nha. Đội hình lúc nãy mạnh quá cơ. Bé Ngu Mê Dương của mình mạnh lắm chứ. Nhưng mà hiện tại bé ấy đang thiếu chữ các bạn. Nó mà được lên khoảng chữ A cộng là nó quýnh kinh khủng luôn. Nó quýnh mà không có ai mà chịu nổi với sức mạnh của nó đâu. À, và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT thì nhớ nha. Nhớ bấm đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông lên. Để khi mà HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Ôi trời ơi, một hit thôi. Và các bạn ơi, hãy chia sẻ video để ủng hộ HNT có thêm kinh phí cũng như là động lực để mình ra nhiều tập mới hay và hấp dẫn hơn nữa cho các bạn xem. Wow, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với đội hình nè. Ngu Mê Dương của mình đang cố gắng chiến đấu với bé Sashi, đẳng cấp là Heroic và level vẫn là 40.
dòng điện thần thánh được tuôn ra và chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 11.000 máu các bạn à. Sức mạnh của Titan thì không phải dạng vừa rồi, 30.000. Fernando và anh ấy đang làm điều gì? 32, trời ơi nó hốt nhẹ luôn. Nó hốt một cái nhẹ luôn các bạn ơi. Mình chỉ cần một hit nữa thôi, một hit nữa là sẽ hạ được cái con Fernando này rồi. Victory. Ok, lụm tiền. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào. À, hiện tại đang có kẹt vân rất là tuyệt vời nha mọi người. Đây, kẹt vân mà mình đã đi được tới đây rồi. Rồi, sẽ cố gắng chơi thử kẹt vân này nha. Wow, nó cho mình một bước đi luôn. Chạy lên đi một thiên thần nào. Càng lên cao thì các bạn biết rồi đó, điểm sẽ tốn nhiều hơn. Ồ, tính ra là mình đã bỏ sót 2 cái rương, 3 cái rương rồi, mình bỏ sót 3 cái rương các bạn. Cố lên. Cho mình chạy xuống nhưng mà thôi mình không xuống đâu, mình không muốn xuống đâu, mình lấy thức ăn đi. À, mình đang cần thức ăn, mình đi lộn chỗ nữa rồi, chúng ta cần phải bẻ qua mấy bên đây. Nó kêu mình đi lấy mảnh con cấp E nhưng mà thôi mình sẽ không lấy mảnh con cấp E đâu. Wow, lên luôn. Cố gắng giải cứu để lấy được em đẳng cấp L nào. 2 điểm. 1, 2. Wow. 100 điểm mà đổi được có một bước đi. Lại nữa. Không phải con số nhỏ dữ vậy chứ. 3 điểm luôn. Lên. Lên lên. Wow, và event này còn 8 ngày nữa sẽ hết nha. Cho nên anh em hãy cố gắng tranh thủ nha mọi người. Ồ, rồi xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái khu vực ok, chúng ta sẽ vào cái khu vực arena nha. Ở đây đó thì chúng ta sẽ mang được cái em Ngô Ma Dương. Rồi, robot và cả anh bạn mỗi tên. À, cung thủ thần thánh với sức đam cực khủng. Mình sẽ cho nó ra biểu diễn cho các bạn xem. Ở khu vực này đó thì nó đã được tăng sức mạnh lên 91 các bạn à. 91.000 máu. Rồi mình sẽ đem Ngô Ma Dương theo để Ngô Ma Dương hưởng sấy, cho nó sớm lên chữ nè. Hiện tại là nó là chữ C. Wow, Bless level 26 đến từ tem bạn. Mình đang được đam và mình nghĩ rằng có thể trên 23.000. Chuẩn không cần chỉnh luôn. À, và đây là đến với bé Lubo. Mình đang được đam cho nên mình chơi tới luôn nha. Đúng rồi, victory. Wow, Ngô Ma Dương của mình vẫn chưa bị chưa chịu lên chữ các bạn, vẫn chưa chịu lên. Nó mới hiện tại chữ C cộng ha. Mất giáp rồi. Có cần cây cứu dữ vậy không? Và bây giờ robot siêu mập của chúng ta. Đó, mũi khoan từ dưới đất chọc lên gây hàng tấn sát thương cho Betna. Betna đến từ tem bạn kia. 19.000 máu. 19.000 các bạn à. Wow, như vậy thì mình sẽ cho con trâu ra rồi. Ngô Ma Dương. À, ngơ, u ngu. Đó, tuyệt chiêu. Cao cấu tứ B. Và đây là bé thân đen, hay còn gọi là thân đen cây. Đây, rất là đáng yêu và dễ thương. Ôi trời ơi, mình có chịu được đam nè, mình hốt nó luôn thử coi đam lên được bao nhiêu nha. 45.000.
tính ra là Đam cũng không có khá khá cho lắm. 26. Ây cha, Trâu Mập bị hạ rồi, anh ấy bị dính trưởng rồi. Ôi trời ơi, bây giờ chúng ta sẽ đấu với một em đẳng cấp là Heroic các bạn. Heroic và level 30. Cho Thánh Bắn Cung ra chào hỏi một chút xíu nè. 16. Mình cưa cẩm nó một chút xíu nữa đi. Cưa một chút xíu thôi. Còn 13. Rồi 13 thì mình nghĩ Ngô Ma Dương đủ sức rồi đó. Để xem chiêu mạnh nhất của Ngô Ma Dương coi. Rồi, lên luôn bạn ơi. Yes, quá tuyệt vời đúng không nào. Mới đấu được có 2 hiệp thôi. Ok, vậy chúng ta cần phải thay đổi một cái bé. Một cái bé nào đó ha. Ở đây mình cho đây mình cho bé nào đây. Rồng xanh ha. Heroic, thôi mình cho Heroic đi nha các bạn. Đây, bé này thì cũng chưa có chữ luôn, trắng xác luôn. Rồi, chúng ta sẽ nhờ đến anh bạn quả. Con này mình đặt tên là quả tiễn ha. Nhìn nó cũng rất là ấn tượng luôn. Nhưng mà trận này nó hơi cay cú một chút xíu. Đội hình tem bạn mạnh quá cơ. Bé Bobo đến từ tem bạn 4 ngôi sao luôn các bạn à. Và lượng máu nó lên tới 91.000. Lượng máu rất là khủng. Và lượng sát thương thì cũng không phải dạng vừa. Tên bạn còn 17.000. Mong rằng anh đại này có thể cầm cự được một chút xíu. Không xong rồi, một con này thôi mà nó cấu máu của ba em tên mình kìa. Nessie 32, nhưng mà lượng máu nó lên gì mà nhiều vậy, 71.000 luôn. Rồi, chuyện gì đến nó đến các bạn à. Sự nỗ lực hết sức của chúng ta. Mong rằng Đam được 20.000. Chỉ 20 thôi mà nó vẫn không chịu. Chỉ 20.000 thôi mà nó cũng không chịu Đam cho mình. Tới luôn nè. Wow, Ngô Mà Dương với 17.000. Và bây giờ đến với bé Mili. 79, bé Mili được Đam. Nhưng mà máu tem bạn á, nó nhiều quá cơ, nó tới 80.000 lần. Thôi rồi, ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rù mừng. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bị quốc banh sát. Quá đau lòng người ơi, tôi quá đau lòng. Ok, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cho mình một subscribe nha. Hãy đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông lên. Để khi mà anh ta ra video hay livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Và đừng quên nha, hãy nhớ bấm vào cái nút chia sẻ để ủng hộ mình với. Để cho mình có thêm động lực cũng như là kinh phí mình ra nhiều tập mới cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.